im. Im, đúng rồi. Vừa rồi có một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, đó là bé cún không hề im, bé cún định sủa. Mình sẽ tu lại cho mọi người cùng coi. Bé cún lúc này nhìn chăm chú vào đồ ăn và cái mũi của bé cún nhăn lên một cái, đớp gió một cái. Cùng coi lại nha. 2, 3. Im. Rồi, bé cún mới nhăn lên một cái này. Bé cún làm động tác chuẩn bị sủa và được ăn liền. Thì lần sau bé cún không cần biết chúng ta nói gì hết, chúng ta bé cún chỉ cần thấy đồ ăn, gấu, 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 đến khi nào được ăn thì thôi. Watch Dog xin chào mọi người. Video này chúng ta sẽ cùng phân tích về việc dạy cho bé cún hiệu lệnh im lặng khi mà bé cún đã học được sủa rồi. Thì Watch Dog lấy một cái video thực tế trong group những khách hàng của Watch Dog. Các bạn đang thấy là một bé cún Corgi. Hãy cùng xem video trước nha. Simba im. Simba im. Im, đúng rồi. Simba im. Simba im. Rồi, ở trong một cái video như vậy thì có rất là nhiều yếu tố khiến cho bé cún học khó khăn hơn, hoặc là chúng ta dạy hoài mà bé cún không có hiểu. Watch Dog sẽ liệt kê lần lượt cho mọi người xem những cái yếu tố cần phải bổ sung và chỉnh sửa để giúp cho cái việc dạy bé cún nó thoải mái và dễ dàng hơn nha. Thì đầu tiên đó là clicker. Chúng ta không có thấy sự xuất hiện của cái clicker trong cái video này. Tức là cái điều quan trọng nhất đó là báo hiệu cho bé cún biết khi nào bé cún đã làm đúng rồi và phải bấm chính xác cái khoảnh khắc thời điểm rất chính xác để giúp cho bé cún hiểu và khựng lại, à vậy là đúng rồi. Còn khi mà chúng ta không có nói gì hết hoặc là chúng ta khen bằng miệng giỏi chưa có kịp, nó đã trôi qua chỉ 1 giây, 2 giây là nó đã trôi qua mất cái khoảnh khắc đúng của bé cún rồi. Nên là luôn luôn dạy bằng clicker từ cơ bản cho tới nâng cao và mãi về sau thì chúng ta sẽ giúp cho bé cún nhanh hiểu và bắt kịp khoảnh khắc của bé cún. Bé cún rất là nhanh nên là cần có clicker. Rồi, cái thứ hai đó là ám hiệu tay chưa có chính xác rồi. Ám hiệu tay ở đây mọi người cùng coi nha. Simba im. Ok. Ám hiệu như vậy là sủa. Chị chủ đang đưa ra một cái ám hiệu đó là sủa, nhưng mà miệng thì lại kêu là im lặng. Và sau đó là bé cún sủa lên và mình lại thưởng cho bé cún. Như vậy là mọi thứ nó đang rất là rối, không rõ là mình đang muốn bé cún sủa hay muốn bé cún im lặng nữa. Bé cún mới sủa xong và bé cún được ăn liền. Coi này. Rồi. Miệng mình đầu tiên mình ra hiệu lệnh là im, nhưng cuối cùng mình theo bé cún. Bé cún kêu là gấu, gấu, gấu. Cái mình thôi, mình không kêu im nữa, mình chuyển qua sủa luôn, mình kêu sủa sủa. Thế là bé cún được theo ý bé cún. Bé cún thay vì là đang học thì bé cún đang huấn luyện ngược lại chúng ta. Bé cún huấn luyện cho chúng ta là bây giờ tôi sủa này, tôi gấu gấu lên này là tôi sẽ được ăn này. Và chúng ta lại vô tình lại theo cái đà của bé cún thì nó bị ngược ở chỗ này. Và cái ám hiệu tay của cái im lặng là đưa ngón tay lên. Còn đây là sủa, rất là khác biệt. Rất là khác biệt nha. Đây là sủa này, đây là im lặng. Bé cún phải nhìn rõ ràng được hai ám hiệu tay này và luôn luôn nhìn khi mà chúng ta ra một cái hiệu lệnh cho bé cún thì bé cún mới nhanh chóng học được. Còn cái lời nói chúng ta kêu là sủa, kêu im lặng, kêu im hoặc kêu sủa thì bé cún chưa có học được nhanh, thì bé cún sẽ không có học nhanh bằng cái việc mà nhìn cái ám hiệu tay. Cái ngôn ngữ của loài người nó khác với của loài cún. Bé cún phải mất thời gian để mà học được những cái từ vựng mới trong cái phát âm của con người. Nhưng mà nhìn thì bé cún có thể học được vô cùng nhanh. Có thể trong tích tắc bé cún hiểu ra à đây là im lặng, đây là sủa. Và bé cún cứ theo cái tay mà làm trước.
và nghe ngày qua ngày. Đây là sủa, sủa, im lặng, sủa, im lặng. Cứ ngày qua ngày thì bé cuốn theo là cái ám hiệu này nó liên kết với cả cái âm thanh là sủa. Và bé cuốn học luôn cái từ vựng thì mai mốt chúng ta cất cái tay đi, chúng ta kêu sủa, bé cuốn mới nghe được. Còn mới học thì chúng ta làm đơn giản thôi, chúng ta nói thật ít, chúng ta chỉ nói đúng một cái từ mà chúng ta đang yêu cầu bé cuốn học. Rồi, chúng ta mới thấy một cái là bé cún không có theo khiêu lệnh. Thật ra là bé cún học sủa chưa có xong. Chúng ta cần phải dạy cho bé cún biết sủa trước và sủa đúng theo hiệu lệnh, chứ không phải là sủa tùm lum tè le. Mọi người cùng coi nha. Mình vừa cầm cái đồ ăn lên là bé cún đã sủa rồi. Rồi, chúng ta chưa mới gọi tên. Chúng ta không cần gọi tên ở trong trường hợp này. Bé cún đang nhìn chúng ta rồi, hoặc là bé cún đang nhìn về phía chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần kêu sủa đúng một từ thôi. Để bé cún học nhanh thì giao tiếp phải vô cùng đơn giản. Bộ não của bé cún có thể ghi nhớ được rất nhiều từ, nhưng nó giới hạn vô cùng so với cái khả năng ngôn ngữ của loài người. Nên là hãy đơn giản từ ngữ và tiết kiệm bộ nhớ cho bé cún nhiều nhất có thể. Im, im. Đó. Bé cún sủa sủa, xong mình kêu im, im rồi mình đút cho ăn. Thì thật ra là bé cún chưa có nghe im, bé cún chỉ mới gấu 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 thấy đồ ăn ăn, gấu 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 thấy đồ ăn ăn, còn chúng ta nói gì mặc kệ. Bé cún cần phải chăm chú nhìn và nhìn theo ám hiệu tay. Còn cái động tác vừa rồi vô tình là bé cún cứ sủa lên cái được ăn, sủa lên cái được ăn. Còn bản thân khi mà chúng ta dạy, chúng ta lại vô tình hiểu lầm chúng ta đang dạy thành công, nhưng thật ra không phải. Simba im, im, đúng rồi. Vừa rồi có một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, đó là bé cún không hề im, bé cún định sủa. Mình sẽ tu lại cho mọi người cùng coi. Bé cún lúc này nhìn chăm chú vào đồ ăn và cái mũi của bé cún nhăn lên một cái, đớp gió một cái. Cùng coi lại nha, 2, 3. Im. Rồi, bé cún mới nhăn lên một cái này. Bé cún làm động tác chuẩn bị sủa và được ăn liền. Thì lần sau bé cún không cần biết chúng ta nói gì hết, chúng ta bé cún chỉ cần thấy đồ ăn, gấu, 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 đến khi nào được ăn thì thôi. Im, đúng rồi. Simba, im. Simba. Rồi, bé cún lại tiếp tục gấu, 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 gấu lên. Như vậy là thay vì chúng ta tiếp tục dạy im lặng, chúng ta cần phải dạy lại từ bước tập sủa cho nó chính xác thì nó mới bài bản được nha. Ngoài ra thì Boss Dog được chị chủ gửi cho thêm một vài video, thì chúng ta cũng cùng phân tích luôn những cái video đó để xem là bé cún cần tập thêm những cái gì nữa. Simba, xuống. Giỏi. Simba, xuống. Xuống. Giỏi. Simba, no, im. Im, no, im. Im. Im, im. Giỏi, im. Ở cái video này thì cũng là bé cún chưa có thuần thuộc cái việc mà sủa theo hiệu lệnh. Bé cún cứ thấy là sủa, chưa cần ra hiệu lệnh gì hết. Bé cún chưa có một cái sự tập trung nhất định. Và mọi người quan sát là ánh mắt của bé cún nhìn rất là chăm chú vào cái đồ ăn. Chỉ nhìn vô đồ ăn thôi là đang có một cái sự thiếu sót ở trong cái bài tập mà nghe gọi tên bài tập số 1. Đó là bé cún không có nhìn chủ mà bé cún cứ nhìn đồ ăn. Chúng ta cần tập lại cái khúc đó, nó đang bị hỏng ở cái chỗ đó. Bé cún đang theo cái đồ ăn chứ không có theo cái ám hiệu tay của chúng ta. Simba, xuống. Xuống, giỏi.
Xin ba số số giỏi. Okay. Xin ba im. No, im. Rồi. Ám hiệu tay im ở đây lại rất là giống với ám hiệu ngồi. Mọi người coi, đây là ngồi, nằm, ngồi, nằm. Còn im lặng là như vậy. Phải vô cùng khác biệt. Vô cùng khác biệt. Nhìn là thấy khác liền. Như vậy là cái ám hiệu tay cần phải rõ ràng hơn ở trong cái trường hợp mà dạy sủa với im lặng. Sủa, im lặng. Còn đây là ngồi, nằm, ngồi, nằm, im lặng, sủa. Rồi, tiếp ha. Im. Đúng, xin bạn im. Im, đúng rồi, đó. Im. Vừa rồi là bé Cún không hề im, mà bé Cún không sủa nữa là vì đồ ăn đang được đưa tới miệng, nên là bé Cún tạm thời là chờ đồ ăn, há miệng ra để chờ đồ ăn vô này, chứ không phải là bé Cún im đâu. Bé Cún im là để đồ ăn ở đằng xa này, và bé Cún ngồi im, và chúng ta đặt ra cho bé Cún những cái mốc là ví dụ đầu tiên là im 1 giây, xong lần tới im được 1 giây, rồi im 2 giây, rồi im tiếp 3 giây. Thì có một cái quãng nghỉ thời gian bé Cún thực sự là không có sủa nữa thì mới là đúng, và phải bấm clicker. Vì khi mà bé Cún đang im lặng, cái bé Cún sẽ không biết là im lặng trong bao nhiêu lâu thì mới là đúng. Thì chúng ta phải có clicker báo hiệu. Còn cái việc mà chúng ta khen giỏi, đúng rồi, thì miệng đang cần dạy cho bé Cún biết cái từ im mà lại còn xen vô cái từ giỏi, im lặng, đúng rồi, ngoan quá, hay vân vân vân, mọi người hay sử dụng hoặc là nói chuyện với bé Cún quá nhiều trong lúc tập, khiến cho bé Cún không biết từ nào mới thực sự là im lặng, hay là thôi mặc kệ, nói gì nói, cứ sủa lên, rồi thấy đồ ăn tới là bé Cún sẽ im lặng, thấy đồ ăn tới là sẽ không sủa nữa. Im, đúng rồi, im nha. Đấy. Rồi. Và nếu như cứ duy trì như vậy nữa thì bé Cún sẽ cứ sủa, thấy đồ ăn là sủa, thấy đồ ăn là sủa, không cần biết chúng ta nói gì đâu. Rồi, một cái video tiếp theo nha. Im. 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 Rồi, vẫn là như cũ. Bé Cún im là vì bé Cún thấy đồ ăn đưa gần tới miệng rồi. Thì nếu mà ăn thì tất nhiên là không sủa nữa rồi. Còn hãy để ra xa, im lặng. Nếu thực sự bé Cún im lặng và không sủa nữa thì lúc đó mới là thực sự là bé Cún đang hiểu ra, à đây là im lặng. Ám hiệu tay rõ ràng, im lặng. Và click. Clicker sẽ khiến cho bé Cún khựng lại. À, âm thanh này, âm thanh báo hiệu là đúng rồi. Còn cái từ mà chủ đang phát ra đó là im. Chủ chỉ phát ra đúng một từ, chữ, từ ngữ duy nhất đó là im thôi. Chủ không có nói gì khác nữa. Và chủ báo hiệu là khi mình không sủa, đúng rồi, thì mình sẽ tiếp tục mình im lặng chờ xem chủ nói gì nữa, hay chủ có báo hiệu gì nữa không. Thì cứ như vậy chúng ta sẽ báo hiệu cho bé Cún từng mốc. 1 giây, rồi đúng rồi đó. 2 giây, đúng rồi đó. Và cứ như vậy nâng dần lên thì bé Cún mới không có bị bất an, hoặc là bé Cún không có bị mất kiên nhẫn. Nếu mà yêu cầu bé Cún chờ lâu quá, bé Cún sẽ rất là mất kiên nhẫn và thôi không biết là chờ bao lâu, thôi tiếp tục sủa, sủa tới khi nào được ăn thì thôi. Nên là phải bấm kịp khoảnh khắc, bấm trễ là bé Cún sẽ không hiểu. Im. Im. Xin bé. Im. Nút. Im. 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 Trong trường hợp này, nếu là boss dog thì boss dog sẽ chưa cho bé Cún ăn đâu. Bé Cún vẫn đang sủa liên tục, và cuối cùng phần thưởng là được ăn. Nên là trong trường hợp này thì bé Cún đang sủa liên tục là không có ăn. Phải quay lại bước trước đó là tập sủa trước. Tập sủa là chỉ khi nào mình đưa ra ám hiệu là sủa thì bé Cún mới sủa. Còn chừng nào mình chưa nói mà bé Cún đã sủa thì chưa có tập xong cái bước sủa. Phải tập lại cái bước đó cho nó thuần thục thì mới tập tiếp tới im lặng. Rồi, ngoài ra có một cái lưu ý nho nhỏ.
cho các bạn nuôi bé cún, đặc biệt là dòng Corgi. Đó là cái chân sau của bé cún. Chân sau của bé cún đang bị ảnh hưởng bởi cái chán, cái sàn quá là trơn. Khi mà bé cún lớn lên, sức nặng của cái cơ thể nó sẽ đè xuống khiến cho bé cún rất là khó gồng cái chân và luôn luôn tìm cách là nằm một cách thoải mái nhất là bé cún sẽ xòe hai chân sau ra. Như vậy thì lâu ngày khi mà xương khớp nó cứng, nó tự sụn, nó thành xương hoàn chỉnh nhất thì nó sẽ bị cứng khớp và dáng đi nó sẽ rất là kỳ và chân sau nó cũng rất là yếu. Nên là mọi người chú ý là nếu như cho bé cún chơi vận động thì phải đi ra chỗ có massage tốt, ra sân chạy, ra cái đường có massage tốt để bé cún bám chắc và gồng cho nó chuẩn cái dáng. Còn nếu như ở trong nhà mà muốn tập trẻ bé cún không có bị xòe chân, cái này không phải hạ bàn mà gọi là bị tẽ cái chân ra và bị hư cái dáng chân, thì chúng ta hãy tập trẻ bé cún ở trên cái thảm huấn luyện có cái độ massage cao nhất có thể để cho bé cún chạy, giằng co đồ chơi, dây thừng mềm ở trên đó để giúp cho bé cún đứng cho nó thẳng cái chân lên. Thì đến lúc mà lớn lên thì bé cún sẽ không có bị hư mất cái dáng chân và đi nó sẽ không có bị xấu. Giờ thì chúng ta sẽ coi một cái video ví dụ về việc mà tập trẻ bé cún nghe hiểu rõ, sủa và im lặng nha. Video này có ở trên kênh YouTube của Boss Dog, mọi người có thể coi bất cứ lúc nào. Mọi người gõ sủa im lặng Boss Dog thì mọi người gõ sủa im lặng của Boss Dog thì sẽ coi được cái video này nha. Thì hôm nay thứ năm chúng ta sẽ ôn lệnh số 5, lệnh cơ bản Boss Dog. Đó là lệnh sủa về im lặng. Tinh Tinh đang sủa ha. Tinh Tinh à. Tinh Tinh sủa. Tinh Tinh. Trong cái trường hợp này là bé cún sủa theo đúng cái hiệu lệnh mà không có cần đồ ăn. Không có cần đồ ăn đưa ra cho bé cún và bé cún nhìn theo tay của mình chứ không phải nhìn theo cái đồ ăn. Và ám hiệu tay rất là rõ ràng, sủa, im lặng. Sủa im lặng và khi bé cún làm đúng là kịp thời bấm clicker. Bấm cho bé cún biết là bé cún đang làm đúng rồi. Rồi, sau một hồi bé cún làm đúng rồi thì chúng ta mới lấy đồ ăn hoặc lấy đồ thưởng nếu có để thưởng cho bé cún. Để bé cún bớt phụ thuộc vào cái đồ ăn, đồ thưởng đi. Thì sẽ giải quyết vấn đề về sau là làm sao để bé cún nghe lời mà không cần đồ ăn. Bé cún poodle mà các bạn đang coi là bé cún mới học xong cái sủa với im lặng và đang tập dần và ôn bài mỗi ngày cho nó thuần thục hơn. Có không mà. Thấy tinh tinh không? Không sit. Không không? Speak. Tinh tinh à? Để cho con sổ. Bé cún sủa lên là để đòi ăn. Nhưng mà mình phải nhắc cho bé cún im lặng trước vì mình chưa có kêu bé cún sủa mà bé cún tự ý sủa đó, bé cún poodle bên phải mà các bạn đang coi đó. Là chúng ta phải kêu cho bé cún im lặng. Rồi chúng ta chưa cần thưởng gì hết. Speak. Speak. Louder. Speak. Yeah, good boy. Good boy. Good boy. Rồi. Bé cún ở bên trái là bé cún được học bằng cái hiệu lệnh bằng tiếng Anh, còn bé cún bên phải là học bằng hiệu lệnh tiếng Việt. Thì phải rõ ràng như vậy. Thì khi mà chúng ta nói cái câu lệnh mà đúng cho bé cún màu trắng bên trái là tiếng Anh, bé cún sủa lên, thì chúng ta cũng xác nhận được rằng bé cún bên phải không có sủa bậy, không có sủa hùa theo. Vì bé cún lúc này, bé cún bên phải là học tiếng Việt nên là chúng ta kêu speak bằng tiếng Anh bé cún sẽ không có sủa theo. Thì ok, hiểu là bé cún rất là tốt. Rồi, hy vọng là video phân tích này sẽ giúp cho mọi người có thể tập cho bé cún bài bản hơn trong cái việc mà sủa và im lặng để giúp cho bé cún đầm tính hơn, bớt sủa bậy, bớt ầm ĩ ở trong nhà. Cũng giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái hơn khi ở cùng bé cún nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Boss Dog. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Boss Dog hoặc tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Boss Dog.
cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bên cuối nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của BossDoc nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.